sẽ không được yên đâu. Con hãy về má, về nội mà suy nghĩ lại đi con. Làm vậy? Anh không biết gì hết trơn á. Bộ bà ba này á là em chuẩn bị từ trên Sài Gòn đem xuống đây á. Chủ yếu là em muốn anh sẽ chụp cho em một bộ sưu tập bà ba với phong cảnh quê hương. Dễ thương không? Xin phép nội chưa? Xin phép nội gì? Bữa nay không có nhà nấu cơm nữa hả? Trời ơi, nội cho phép em đi chơi với anh rồi. Anh à, em vượt qua vòng loại của nội một cách xuất sắc rồi đó. Không nhờ tôi, ai kia có vượt qua được không? Trời ơi, anh tự tin thấy ớn. Cái món cá của anh á, bể gần chết luôn. Cũng may á, là em thật thà, em thú thiệt với nội. Nội mới thương em, nội mới tha lỗi cho em á. Thôi được rồi, muốn đi đâu chơi? Em cũng không biết nữa. Ở đây là quê của anh mà. Anh thấy chỗ nào đẹp, anh dẫn em đi. Ở đây á, chỗ nào cũng đẹp hết á. Chỉ sợ em đi rồi, em không muốn về Sài Gòn nữa thôi. Cười đi em, cười tươi lên. Đẹp lắm. Wow, công nhận á, ở quê của anh thú vị thiệt. Em mà là anh đó hả? Em cũng không lên Sài Gòn đâu. Nếu như tôi không lên Sài Gòn thì làm sao mà quen được một người đáng ghét như ai kia chứ. Anh dám nói em đáng ghét hả? Không những là đáng ghét đâu, mà người ta còn rất là kênh kiệu, rất là chảnh chẹ kiêu căng. Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ ban đầu thôi, chứ bây giờ thì thấy cũng tạm tạm. Sao anh làm như là anh hay lắm vậy? Anh có biết không, anh là một người con trai rất là phách lối, kiêu kỳ, lạnh lùng, đáng ghét nữa. Nhưng mà ở gần anh lâu rồi á, thì em mới nhận thấy là anh là một người sống rất tình cảm. Và cả nhà anh nữa, ai sống cũng tình cảm hết á. Đúng không? Em đang làm gì đó? Em đang vẽ mẫu thiết kế áo dài với bà ba cách điệu. Em lấy ý tưởng từ lần trước về quê của anh đó. Để anh coi. Cho anh mượn đi. Ê, đừng có phá. Phá gì mà phá không biết. Wow. Được rồi đó. Wow, anh vẽ đẹp thiệt đó nha. Đúng là họa sĩ có khác. Bây giờ thì thiết kế của em mới trở nên hoàn hảo. Được. Vậy á thì
anh phải giúp em hoàn thành bộ sưu tập này. Em sẽ lo phần thiết kế, còn anh sẽ vẽ họa tiết cho em, chịu không? Được thôi, nhưng mà thù lao để trả cho anh á thì cao lắm đó. Nè, có trả nổi không? Thù lao hả? Ừ. Đủ không? Chưa đủ đâu. Điện thoại. Ba em gọi đó. Alo, dạ con nghe đây. Dạ. Dạ con biết rồi, con qua liền. Ba gọi chi vậy anh? Ba em kêu á, qua nhà em liền, có chuyện. Anh nè, em nghe bé Hà kể về chuyện bên Vĩnh Long á, em vui quá chừng luôn. Em muốn về dưới một chuyến để tham quan. Thì chừng nào tụi nó cưới nhau, đưa dâu về dưới á, tha hồ bà đi chơi. Anh nói vậy em nôn quá à. Anh, dạo này bé Hà với Du sao rồi? Nó xiên lắm. Hai đứa cứ quấn quýt như Sam á. Con Hà thì suốt ngày thì sáng tác mẫu áo, còn thằng Du á thì chụp hình. Ồ, nghe vậy em cũng mừng. Bé Hà có được người chồng vừa giàu có nè, là vừa biết làm ăn nữa. Chị Tám ơi, ra mở cửa. Dạ. Chắc là BB Hà về đó. Ba mẹ con mới về. Dạ, con chào cô chú. Ngồi đi con. Dạ. Bác kêu con tới đây á, là hai bác có chuyện muốn nói với con. Chuyện gì cô cứ nói đi. Chuyện này rất là quan trọng. Cái gì? Họ muốn mời nội với ba má con lên trển gặp mặt hả? Dạ, ba má của Hà muốn gặp người lớn của gia đình của mình để nói chuyện một lần. Còn chuyện đám cưới á thì từ từ tính cũng được. Người lớn gặp nhau là con phải tính cái chuyện cưới con gái người ta rồi, chứ đâu có gặp khơi khơi được. Dạ. Du à, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Hôn nhân là chuyện trọng đại chứ đâu phải chuyện đùa đâu con. Dạ, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con cũng muốn cưới vợ sớm để ổn định cuộc sống, rồi tập trung làm ăn nữa. Tuy là con mới quen Hà gần đây thôi, nhưng mà con thấy Hà là một cô gái tốt đó, hợp tính của con nữa. Thôi được rồi, người ta muốn gặp á thì mình cứ lên nói chuyện với người ta. Con người ta là con gái, người ta lo lắng vậy cũng đúng thôi. Người ta tính là ấn định ngày nào gặp mặt mình vậy? Vậy là cuối tuần sau đó ba. Gì? Tuần sau hả? Gấp dữ hả? Con này chắc nó bị ế. Mẹ đừng có lo lắng quá như vậy. Mẹ thư giãn thoải mái chút đi. Con sắp có chồng rồi thì con vui. Mẹ như ngồi trên đống lửa vậy nè. Sao lâu quá. Bà làm gì với gà mặt đẻ vậy? Anh nè, sao giờ này gia đình người ta chưa đến nữa? Còn sớm mà. Cũng tại ông hết á. Cái gì tại tôi? Nói rồi, đi ra nhà hàng hết đi. Tự nhiên bày làm ở nhà chi, giờ lu su bu lộn xộn hết à. Bà nói mắc cười quá. Người ta lên đây á là để coi nhà cửa của mình như thế nào. Mình mời ra nhà hàng thì còn nói làm gì nữa. Đúng rồi đó mẹ. Con thấy là quan trọng là mình có một bữa cơm gia đình thân mật thôi. Hai ba ha. Thôi, hai má con vô bếp, coi người ta chuẩn bị tới đâu rồi.
ở đây tôi thấy trộn rộn quá. Thôi được rồi, hai mẹ con đi, khách đến gọi em ra nha. Dạ. Đi thôi con. Bà đi là tôi mừng lắm đó. Ây da, trời ơi. Trời ơi, má làm sao vậy? Chạy đi anh. Mỏi lưng gần chết. Minh. Dạ. Mai mốt cưới vợ dưới quê nha con. Mày mà cứ xa như vô rồi nổi không đi nổi đâu đó. Dạ, tại dưới quê đâu ai chịu lấy con đâu nội. Hay quá, em nổi tiếng vậy ai dám lấy em nữa. Thôi thôi, vô nhà người ta rồi hai đứa đừng có nói qua nói lại nữa nghe chưa. Dạ, con. Ủa? Biết rồi ba. Vô nhà được chưa? Sao không ai đón mình hết trơn vậy trời? Có người đâu nội. Ra rồi kìa nội, mở cửa rồi kìa. Dạ, chị mời vô. Dạ chào bác. Con lu bu ở trong bếp không kịp ra mở cửa, mời bác vào nhà. Thì tụi cô tới đây rồi nè. Dạ. Dạ chào anh. Dạ chào bác. Dạ chào chị. Dạ mời bác ngồi. Mời chị vô. Dạ chào anh. Dạ chào anh. Anh là. Dạ tôi ba vô đó. Dạ. Dạ mời anh ngồi. Cảm ơn. Dạ. Anh mẹ của Phi Du nè. Dạ chào chị. Tôi tên Hải, họa sĩ Hoàng Hải. Còn cô? Thu. Thu. Thu phải không? Bà là Thu phải không? Bà Thu. Vậy là Du. Hà. Hà Du. Mạch máu con yếu lắm, phải đưa má con vô bệnh viện liền ba ơi. Sẵn xe kìa. Đi liền đi, đi. Dạ dạ dạ. Dạ xin dạ, dạ, dạ. Tụi tôi dạ, sẽ quay lại sau nghe. Ba. Má. Dạ dạ. Nhanh đi ba. Dạ. Ba. Hả? Dạ ba. Hả? Con đi theo luôn đi. Nhanh đi. Anh. Chuyện gì vậy? Anh à. Quan Nghiệt. Chuyện gì mà Quan Nghiệt? Trời trừng phạt tôi rồi. Là sao? Vợ hai, con thấy trong mình ra sao rồi con? Mọi người ra ngoài hết đi. Đi đi. Con nói cái gì mà lạ vậy? Mọi người lo cho con nên mới ở đây với con mà. Má về đi má. Các anh được. Về đi. Vợ hai, đầu óc con không được bình thường hay sao vậy vợ hai? Chắc không sao đâu má. Con nghĩ là tại sáng nay đi sớm quá, thần mệt mỏi, lớp thì lo lắng ngủ không được, cho nên vợ con mới như vậy. Dạ. Nếu mà má mệt mỏi quá thì má ở lại nghỉ ngơi vài ngày đi. Còn cái chuyện cưới hỏi của tụi con thì từ từ tính cũng được mà. Không được. Không cưới xin gì hết. Hả? Dẹp đi. Ừ, kìa cái má gì? Hả? Bình tĩnh đi má. Ủa, hôm trước má đã hứa cho tụi con cưới nhau rồi mà. Im đi. Mày có còn là con người nữa không? Vợ thằng hai, mày nói gì vậy? Có chuyện gì kể cho má nghe đi. Tại sao con thay đổi đột ngột như vậy hả con? Mình nói đi. Tại sao mình không muốn tụi nó kết hôn hả? Mới ngày hôm qua mình còn chuẩn bị đồ để lên gặp mặt họ. Tại sao bây giờ lại không cho tụi nó lấy nhau là sao? Bác ơi. Bác ơi, nếu mà con có lỗi gì á, bác nói đi. Con hứa là con sẽ sửa đổi mà. Tại sao bà không cho hai đứa nó lấy nhau? Có lẽ vì má mệt mỏi quá cho nên má mới nói vậy thôi. Không sao đâu em. Tránh ra. Không được phép ôm nhau như vậy. Má. Buông ra. Má, má, má. Má bình tĩnh đi má. Má, lúc nào má cũng yêu thương tụi con, lo lắng cho tụi con mà. Hôm nay má làm sao vậy? Có chuyện gì vậy má? Con đừng hỏi má nữa. Má không trả lời được đâu. Tới giờ này mà bà còn giấu cái gì nữa? Có chuyện gì nói ra đi.
Nếu không tôi cho tụi nó lấy nhau liền cho bà biết. Không được. Phải được. Con về nói với ba má con là bác đồng ý cho hai đứa lấy nhau. Tuần tới làm đám cưới liền. Tụi nó là anh em, làm sao mà cưới nhau được? Hả? Hả? Ừ, má. Bà nói cái gì vậy? Vợ thằng hai. Thằng Dương không phải là cô của anh Hà. Cái gì? Bà nói cái gì? Bà nói thằng Du. Thằng Du nó không phải là con tôi. Vậy thì nó là con ai hả? Con nói bậy bạ gì vậy con? Cách đây 25 năm con có quen một quản sĩ. Anh ta từ thành phố xuống Vĩnh Long để thực tập. Còn tôi là một thiếu phụ đã có chồng con. Tôi bị cuốn hút vì anh ta đối xử với tôi rất dịu dàng. Lời nói ngọt ngào đó là những điều mà tôi không thể nào tìm được ở chồng tôi. Chúng tôi đã có một thời gian vui vẻ bên nhau. Chuyện gì đến rồi nó sẽ đến. Thằng Du ra đời, người đàn ông đó cũng ra đi. Mọi chuyện trôi dạt quên lãng. Cho đến hôm nay tôi mới gặp lại ông ta trong hoàn cảnh trớ trêu này. Má, má đang nói dối phải không má? Đó không phải là sự thật đâu đúng không má? Còn tin má đâu? Má đang nói dối đó. Má nói, má đang nói dối đó. Bình tĩnh đi, đứng lên. Trời ơi, thằng Du nó là con của ông ấy sao? Bà vừa nói gì? Bà đã gian díu với chồng tôi. Tại sao bà lại làm như vậy? Bà là con đàn bà đê tiện, đồ khốn nạn. Bà là người đàn bà đê tiện, đồ khốn nạn. Mẹ, bà là người đàn bà đê tiện mà. Mẹ thôi đi. Chính bà và ba tôi là người đã giết chết cuộc đời của hai chúng tôi, bà biết không? Bà ác lắm, bà ác lắm. Sao mọi người lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Con sao lại có thể đối xử với tôi như vậy? Con, hả? Bà nhớ đó, tôi không tha thứ cho bà đâu. Hả? Bà đang làm cái gì vậy? Bà đã biến con thành một đứa con hoang đó. Bà đã biến em gái của con thành người yêu của con. Bà đã biến con thành một con quái vật đó, má biết không? Con cầm thù má. Con cầm thù má. Con cầm thù má. Dung. Ông trời ơi, không thể chịu được mà. Con ngồi đó đi, để mẹ lên mẹ kêu ba con xuống giải quyết chuyện này. Hả? Hả? Hả?
Con bình tĩnh. Mẹ hiểu tâm trạng của con. Bình tĩnh nha con, chuyện gì cũng sẽ giải quyết được. Con đợi mẹ. Em không biết đâu, không có bận gì hết. Anh phải đi với em. Đi, đi, đi. Nè, đi, 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 đứng lại. Nè. Xin. Đúng không? Cửa ra, hôm nay tôi sẽ giải quyết xong chuyện này. Tôi sẽ ly dị ông. Mở cửa ra, mở cửa ra đi, mở cửa mau. Ông bà làm cái gì vậy? Tôi nói cho ông biết. Ủa, con Hà nó làm gì vậy? Trời ơi, Hà, Hà ơi, Hà, trời ơi, Hà, con ơi. Hà, con sao con vậy nè? Con có ai? Có ai cứu con tôi? Cấp cứu! Hà ơi! Dì Lam, con sẽ cứu! Dạ, 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 dạ. Con ơi! Hà. Cấp cứu! Hà ơi! Hà! Hà ơi! Hà! Hà ơi! Con ơi! Con ơi! Người nhà không được vào trong. Buông tôi ra! Bình tĩnh! Con gái tôi ở trong đó mà! Bình tĩnh đi! Buông tôi ra! Từ hôm nay tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Ông xin lỗi. Ông xin lỗi có giúp ích được gì? Ông có thấy cái hậu quả của ông gây ra chưa? Con gái tôi có tội tình gì mà phải nhận cái hậu quả như vậy? Bây giờ mà có trách tôi á thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho con Hà thôi. Đâu có ngờ. Ông nói như vậy mà ông biết xấu hổ hả? Tôi nói cho ông biết, con gái tôi mà có bệnh hệ nào, ông và người đàn bà đây tiện kia sẽ không yên với tôi đâu, sẽ không yên với tôi đâu. Tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi mà. Má uống miếng sữa đi má. Má, bệnh nhân sao rồi? Bác sĩ, dạ, tới nay má tôi không chịu ăn uống gì hết. Chào cô, hôm nay cô thấy trong người cô như thế nào? Má tôi cứ vậy, cũng không thể nói chuyện với ai. Bác sĩ, mình có cần phải đo điện não không? Chưa cần phải đo điện não đâu anh. Thể trạng của cô thì tốt rồi, nhưng chủ yếu là do người nhà. Nếu mà chăm sóc tốt thì cô ấy sẽ mau trở lại bình thường thôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Má, má phải khỏe mạnh lại rồi còn về nhà nữa.
Dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì má vẫn là má của tụi con. Tụi con lúc nào cũng yêu cũng kính trọng má hết. Má, má nghe con nói không má? Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu Phật trời phù hộ cho gia đình con bình an. Con nguyện ăn chay và đi chùa để làm phúc nhiều hơn nữa. Nam mô. Uống vô bên hết mọi chuyện đi. Thôi, thôi mà, thôi. Nghiện quá, uống nãy giờ nhiều lắm rồi, không uống nữa. Giờ quyết định nè. Giờ nghỉ đi. Không. Tôi không về. Tôi không muốn về ở nhà đó nữa. Tôi không muốn nhìn mặt ai hết á. Gần 30 năm nay tôi sống với bà, tôi chưa làm một điều gì có lỗi với bà hết. Mà sao bà lại nỡ đối xử với tôi như vậy chứ? Bà đối xử với anh sao? Anh không hay biết gì hết hả? Không nói sao biết. Từ cái lúc qua đây, bài đồ ra, bài rủ ra uống. Uống đã rồi á, anh đó than trời xong trách đất, có nói gì đâu. Vậy là tôi chưa nói gì với anh hết hả? Chưa, không có nói gì hết. Chưa thì thôi. Kệ anh. À, anh không uống nữa hả? Thôi nghỉ đi. Nè, định đi đâu vậy? Đi đâu à? Tôi đi nhảy sông. Trời, tôi cương quyết rồi. Tôi phải nhảy sông. Đừng có cản tôi. Ai mà cản anh? Đi còn muốn nổi nữa. Đâu nhảy sông. Xin lỗi anh à. Anh ra tới đầu ngõ mà anh bò còn biết tới hay không mà đòi nhảy sông. Em biết anh với anh Hai Hào hồi nào tới giờ là bạn thân. Em muốn nhờ anh đánh tiếng với A Bển để A Bển qua hỏi con duyên cho thằng Minh. Nhưng mà tại sao em lại có ý định như vậy? Lỡ thằng Minh nó đã có người yêu thì sao? Em không biết trong lòng nó nghĩ gì, nhưng em biết chắc là nó chưa có người yêu. Em biết là khó cho anh khi nhờ anh mở miệng nói chuyện này. Nhưng con Duyên á, nó thương thằng Minh lâu rồi. Xa thằng Minh nó không sống được đâu. Nhưng mà em cũng biết đó, con Thư và thằng Minh nó đã làm đám nói rồi. Chuyện này ai cũng biết hết trơn. Bây giờ mà làm vậy tội nghiệp cho con Thư lắm. Anh Hai, từ hồi nào tới giờ em chưa bao giờ cầu xin anh điều gì hết. Nay vì con em mới mở miệng cầu xin anh. Con Thư á, nó lanh lợi, xinh đẹp, có nhiều cơ hội hơn con Duyên.
Chuyện này không phải chúng ta muốn là được, còn phải tùy thuộc vào bọn trẻ nữa. Vậy nếu em nói mình bị ung thư sắp chết, em xin anh, thì anh có giúp em được không? Em nói cái gì vậy? Em bị ung thư, không biết sống được bao lâu nữa. Em chỉ mong là còn Duyên nó có nơi nương tựa thì em chết cũng yên lòng. Con Duyên đâu có biết chuyện này hay không? Chỉ có anh là người duy nhất em nói điều này, tại vì em không muốn mọi người buồn. Rồi em đã đi chạy chữa ở đâu chưa? Em đã vô bệnh viện ở nước ngoài nhưng không có kết quả. Bây giờ niềm an ủi của em á là con Duyên nó được lên xe qua, được hạnh phúc với người mà nó thương. Nếu được như vậy á, em có chết em cũng mơ mộng. Em đừng có nói như vậy, còn nước còn tát em mà. Dù sao thì chúng ta cũng phải hy vọng thôi. Đêm nào cũng nhậu, không biết nhậu ở đâu mà giờ này cũng chưa về tới nữa. Thiệt, đo chết được mà. Trà lạnh tanh à, phải chi có con Thu. Thì nó đâu có để trà lạnh đến như vậy. Đàn bà mà. Lỡ lầm một lần thôi, chịu đựng hai mươi mấy năm, chắc là khổ lắm đây. Bây giờ sao? Bây giờ làm sao bây giờ? Còn cái thằng Du nữa. Người ta thường nói con hư là tại mẹ, cháu hư tại bà. Hai mươi mấy năm sống với nhau, cưng nó còn hơn thằng Minh nữa. Mà nó không phải là cháu ruột của mình. Bây giờ không biết sống ra làm sao. Tánh tình thì hời hợt, không có biết lo, không có biết buồn. Bây giờ ba không có, mẹ mà cũng không dám về. Không biết con nghĩ quẩn rồi, hư cả đời không nữa. Thu à, mau tỉnh lại đi cô. Má cầu mong trời Phật giúp cho con qua được cái cú sốc này. Má bỏ hết, má không có trách đâu, má tha thứ cho con mà. Má chỉ sợ con qua không được.
phải tha thứ cho nhau mà sống thôi. Thu phải không? Vậy là Du Hà Hà Du Thành Du không phải là con của anh Hào. Anh Hai Hào. Nè nè nè. Anh Hai. Anh Hai à. Làm anh cái gì vậy? Tôi ra. Thu ra. Cái đồ đàn bà. Anh bình tĩnh đi mà. Đồ phản bội. Anh bình tĩnh đi. Có chuyện gì vậy? Sao? Có chuyện gì? Anh nói tôi nghe coi. Tôi đã bị cái thằng cha đó chia sẻ rồi. Anh còn muốn kia nữa hả? Thằng cha nào? Anh nói làm gì vậy? Anh hỏi đi rồi anh đi rêu rao hết cái xóm này cho tôi số mặt. Cho tôi hết đường sống phải không? Đúng không? Sao anh lại nói như vậy? Tính tôi từ xưa tới giờ anh không biết hay sao? Tôi cũng đang có cái nỗi khổ tâm đây nè. Anh mà khổ cái gì? Út Hương quay về rồi, gia đình sum họp rồi, khổ cái gì nữa? Đó, khổ là khổ chỗ đó đó. Nói cái gì mà tôi không hiểu gì hết. Tôi có nói ra thì anh cũng không hiểu đâu. Anh chỉ cần biết, trong cuộc sống, những chuỗi ngày hạnh phúc và đau khổ đang xen lẫn nhau. Không có hạnh phúc nào bền vững mãi mãi, mà cũng không có nỗi đau nào tồn tại vĩnh viễn. Chỉ cần chúng ta biết trân trọng hạnh phúc để vượt qua nỗi đau là được. Nói cái gì cứ nói thẳng ra đi, dòng vô hoài mệt quá. Tôi muốn nói là chuyện của thằng Minh đó. Cái gì? Thằng Minh đó là con anh hả? Tôi cũng mong là như vậy. Nè. Anh nói thằng Minh đó là con anh nghĩa là sao hả? Anh xúi vợ tôi cắm sừng tôi lần nữa hả? Trời ơi, anh ngồi xuống đi. Anh nói cái gì kỳ vậy? Ý tôi muốn nói là tôi muốn thằng Minh là con rể của tôi. Mà nếu nó với con Thư không ưng nhau thì vô chùa mà tu đi. Bây giờ tôi mới thấy ông bà mình nói không có sai. Tu là cõi phúc, tình là dây quan trái. Rồi anh nghĩ sao về con Duyên? Nghĩ làm sao? Nó đâu phải con rơi con rớt gì của tôi đâu mà nghĩ làm sao. Anh bữa nay làm sao á? Tôi thấy anh căng thẳng quá rồi đó. Thôi tôi về à. Về thì về đi. Ai cản đâu mà mày đặt ở đó nói hoài. Ủa ba, ba về mình mà ba qua bên nhà bác Hai Hào sao rồi ba? Ba Hai gái với anh Minh về bên bển chưa ba? Hình như là chưa. Ba thấy bác Hai Hào ở nhà của mình ên à. Buồn hay sao á mà đập phá đồ đạc lung tung hả? Sao kỳ vậy ba? Ủa bác gái bệnh thì bác trai buồn chứ sao đập đồ ba? Con hay nhắc tới thằng Minh như vậy. Có phải là con với nó đã? Ừ, không có. Còn với anh Minh đâu có gì đâu. Con chỉ coi ảnh như là bạn thôi à. Ừ, ba cũng mong là như vậy. Sao ba lại hỏi con như vậy? Có phải có chuyện gì không ba? Ba có chuyện này muốn nói với con nè.
của Út con, muốn nhờ bà đánh tiếng với lại gia đình bác Hai Hào để thằng Minh á hỏi cưới con Duyên. Tại sao lại như vậy? Con Duyên đã thương thằng Minh từ lâu rồi, bà cảm thấy khó xử lắm. Có gì đâu mà khó xử, còn với anh Minh đã có gì đâu. Nếu như mà Duyên thương anh Minh mà anh Minh cũng thương Duyên như vậy thì càng tốt chứ sao. Con nói vậy thì ba cũng an tâm. Thôi để ba vào trong nghỉ ngơi một lát. Dạ, ba vô nghỉ đi. Ừ. Có gì đâu mà khó xử, còn với anh Minh đã có gì đâu. Nếu như mà Duyên thương anh Minh mà anh Minh cũng thương Duyên như vậy thì càng tốt chứ sao. Tại sao mình lại nói như vậy chứ? Có thật là mình không yêu anh ấy hay không? Tại sao mình phải giấu mọi người và giấu lòng mình như vậy? Sao vậy?